Hôm nay được gánh vác công việc của những người kỷ niệm của đồng chí Lê Đình Hạnh đặc biệt là niềm tự hào to lớn của cá nhân tôi. Những gì mà Thành ủy Hồ Chí Minh, những người kỷ niệm của đồng chí Lê Đình Hạnh, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đóng góp của thành phố sẽ là nguồn động lực và niềm tin rất lớn để tôi làm việc và hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí vì về điều đó. Tôi xin cam kết sẽ kế thừa truyền thống đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cùng với các đồng chí bắt tay thực hiện và tay ba đổi mới thành công tiếp theo, để cùng với toàn đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 với quyết tâm cao để thành phố không ngừng phát triển nhanh bền vững, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của đảng, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố anh hùng.